Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ và xin trân trọng giới thiệu trở lại với chương trình chúng tôi là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Vâng, xin kính chào ông Lộc. Dạ vâng, chào anh Lễ, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Dạ vâng, chương trình Câu chuyện Kinh tế là chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng trực tiếp trên kênh Facebook của chúng tôi VOA Tiếng Việt vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần. Để cùng với vị khách mời của chúng tôi là ông Lộc, thì như quý vị đã biết, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người có hiện đang giảng dạy ngành MBA tại trường Rockefeller Graduate School of Management, và giáo sư cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính cho các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ. Và nếu quý vị có theo dõi các đài của người Việt tại hải ngoại thì sẽ thấy giáo sư là người xuất hiện thường xuyên trên các để bình luận về các vấn đề kinh tế của nước Mỹ trên các kênh truyền thông của người Việt tại hải ngoại. Một lần nữa cảm ơn ông Lộc đã dành thời gian đến bí báo đến với chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là nhìn về lại thực trạng của kinh tế Mỹ. Như quý vị đã biết là chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden đã đi được gần 10 ngày. Thì trong cái bài diễn văn nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng đó, thì ông Tổng thống Joe Biden, ông có nói là nước Mỹ đang trong một cái thời kỳ khó khăn nhất từ trước đến nay, một trong những thời kỳ khó khăn nhất từ trước đến nay, với tình hình kinh tế là hàng triệu người mất việc làm và hàng triệu người phải doanh nghiệp phải đóng cửa vì ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona. Thì và như chúng ta đã biết là mới ngày hôm qua đây thôi đó, thì đã có cái tin mấy không mấy tốt lành về kinh tế Mỹ, khi mà cái tổng kết số liệu năm 2020 cho thấy là kinh tế Mỹ đã suy giảm 3,5%, mức suy giảm lớn nhất trong vòng 75 trong vòng là 75 năm qua kể từ năm 1946. Và con số liệu việc làm đó thì cũng không có khả quan mấy, vẫn rất là cao hơn so với cái thời khủng hoảng tài chính năm 2008. Thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái con số này trong cái chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ nhìn đây là cái di sản, cái nền kinh tế mà tổng thống thứ 45 Donald Trump để lại cho người kế nhiệm Joe Biden là như thế nào, đâu là những cái điểm sáng và đâu là những cái điểm khó khăn mà ông Biden phải giải quyết, và cái chương trình kinh tế và những chính sách của chính phủ Joe Biden liệu sẽ có giúp Mỹ vượt qua được cái cơn khó khăn này hay không, và để đưa kinh tế Mỹ trở lại quỹ đạo như trước khi có đại dịch. Thưa giáo sư Lộc đó, thì ông có đồng ý với nhận định của tổng thống đắc cử, tổng thống Joe Biden là nền kinh tế Mỹ đang trải qua một trong cái giai đoạn u ám nhất từ trước đến nay hay không ạ? Vâng, không những chỉ Hoa Kỳ mà trên tất cả thế giới, chỉ trừ hai quốc gia theo con số được thông báo là Trung Quốc và Việt Nam là GDP không đi vào hướng âm. Thành ra đây là một cái gọi là cái hậu quả của virus Vũ Hán đã gây nên cái sự tàn khốc cho đời sống, sức khỏe và kinh tế của toàn cầu. Nếu chúng ta nhìn vào khoảng cuối tháng 3, GDP của Hoa Kỳ là ở cái mức cao điểm nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Nạn thất nghiệp của Hoa Kỳ vào cuối tháng 3 là ở full employment, có nghĩa là gần như ai có muốn có việc làm đều có hết, là 3.5%. Và GDP đến tột cùng và stock market cũng đến tột cùng. Và virus Vũ Hán đã gây ra cái tệ trạng này. Thành ra đây là một cái hậu quả của virus Vũ Hán đã gây ra. Cái sự kiềm chế của virus Vũ Hán là một cái điểm then chốt cho nền kinh tế. Sở dĩ Trung Quốc và Việt Nam không đi vào đứng hướng này vì xã hội của họ khác, họ có quyền bắt buộc người dân làm này làm nọ, thành ra họ kiềm chế nhanh hơn. Nhưng mà đây là một xã hội tự do dân chủ theo ý của người dân, thành ra kiềm chế cái sự lây lan của Vũ Hán với sự nhất là một xứ Việt Hoa Kỳ, cái mức du lịch và kinh doanh từng tiểu bang rất nhiều, thành ra kiềm chế rất khó. Đúng như vậy, kinh tế của Hoa Kỳ đã đi vào hướng âm 3.5%, có nghĩa rằng trước khủng hoảng Vũ Hán, nền GDP của Hoa Kỳ là 21.000 tỷ, bây giờ ở khoảng cái mức là 20.000 tỷ, là vì giảm xuống 3.5%. Chỉ tệ lậu như vậy là sau cái thời đệ nhị thế chiến thôi. Dạ vâng, như ông trình bày đó, thì mặc dù tất cả nền, không phải chỉ riêng Mỹ mà tất cả các nền kinh tế khác trên thế giới đều đi vào cái hướng suy giảm, trừ Việt Nam và Trung Quốc là những cái điểm sáng do cái họ kiểm soát tốt dịch. Vậy thì chỉ một con virus corona thôi đó mà nó làm cho kinh tế Mỹ từ trên cái đà là hưng phấn quay trở nên suy giảm như vậy, mà thậm chí là 3,5% như ông nói là giảm còn nhiều hơn cả
So với cái thời khủng hoảng kinh tế toàn tài chính toàn cầu năm 2008 cách đây 12 năm đó, thì tại sao chỉ có một con virus corona thôi mà nó lại tác động cũng khủng khiếp đến như vậy đối với kinh tế Mỹ, còn hơn cả thậm chí còn hơn cả cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 thưa ông? Vâng, hai cái điểm mà mình nên nhìn thấy. Thứ nhất là kinh tế Hoa Kỳ tùy thuộc vào tiêu thụ. Trên 75% nền kinh tế của Hoa Kỳ tùy vào tiêu thụ để kích thích. Mà khi tất cả người dân họ lo sợ và họ cách ly và có khi đóng băng nền kinh tế tùy thành phố, tùy tùy vùng đó, thì cái chuyện này nó đã xảy ra. Và thứ gì nữa là trên 75% tùy thuộc vào tiêu thụ đó, là 70% tiêu thụ đó là vào dịch vụ. Thành ra dịch vụ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà trong nền kinh tế của Hoa Kỳ, trên 60% nền kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào tiểu thương, chứ không phải là tùy thuộc vào những cái đại công ty. Những tiểu thương này đã vật lộn rất mạnh, rất là khó khăn trong cái thời gian, mặc dù có sự trợ giúp của gói cứu trợ của giai đoạn đầu. Thành ra chúng ta thấy rõ là mức tiêu thụ giảm, tiểu thương bị ảnh hưởng, và khi mà virus Vũ Hán không kiềm chế được vẫn lây lan, mà nhất là trong mùa đông, mùa lễ hội như vậy nó sẽ còn tiếp tục cho tới cuối tháng 3. Thành ra đó là lý do mà công ăn việc làm, mặc dầu giai đoạn mà tệ nhất á, trong cái thời virus Vũ Hán á, là mất công ăn việc làm á, là 10, gần 15%, 14.7%. Bây giờ đã giảm xuống rồi, xuống khoảng 6.7%. Nhưng mà từ 6.7% số người mất công ăn việc làm đó, trong đó có một số người họ nản chí, họ không đi tìm việc làm nữa, thì có thể con số thật sự của nó là trên 6.7%. Nhưng mà trừ 6.7% mà xuống full employment đó, là 3% hay 3.5% đó, con đường còn dài lắm. Nhưng quý vị biết người dân phải có công ăn việc làm thì họ có mấy tiền tiêu thụ, vì đó là cái căn bản của nền kinh tế của Hoa Kỳ, thành nó đi dây chuyền là như vậy thôi anh. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đây là một chương trình tương tác đó, cho nên là chúng tôi rất là mong được nhận được những cái ý kiến đóng góp cũng như những cái câu hỏi của quý vị chuyển đến cho giáo sư Khương Hữu Lộc để ông có thể trả lời cho quý vị đó. Thì xin quý vị cứ đặt ở dưới phần bình luận thì tôi sẽ chuyển cho đến giáo sư Lộc trả lời. Kính thưa ông, vậy thì như ông nói đó là người dân kinh tế Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào chi tiêu của người tiêu dùng hơn 2 phần 3. Nhưng mà theo tôi được biết thì dưới chính quyền của Tổng thống Trump là với cái kế hoạch, với chương trình mà giảm thuế của ông đó, và cũng như là cộng với những gói cứu trợ liên tiếp, thì cộng thì người dân tôi nghĩ là họ cũng có tiền trong túi để mà họ tiêu, chứ tại sao mà ảnh hưởng cái chi tiêu tiêu dùng nhiều như vậy khi mà khiến cho nền kinh tế nó suy giảm đến 3,5% vậy em? Vâng, chúng ta hãy nhìn vào giới Hoa Kỳ. Khi mà nói rằng nền GDP giảm và stock market lại lên cái mức cao điểm tột đỉnh, thì là nó có cái disconnect, có nghĩa là một cái cách ly, nó không đi vào thực tế, là tại vì giới đại gia, có nghĩa là những người thật giàu có đó, có đầu tư vào stock market đó, là trong cái thời gian chỉ vỏn vẹn 9 tháng, 10 tháng của năm 2020, đại đa số những tỷ phú đó họ họ đã giàu hơn là 1.000 tỷ đô la trong một thời gian vỏn vẹn có 1 năm, vì họ đầu tư vào stock market. Thành ra khi nhìn vào cái stock market đó, thì không có thể hiện được đó là nền kinh tế của Hoa Kỳ. Điều thứ nhì nữa là như tôi đã trình bày, là đại đa số nền kinh tế Hoa Kỳ dựa vào tiểu thương. Tiểu thương là những nhà buôn bán, mà trong đó cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại cũng rất nhiều, là có những cái tiệm ăn buôn bán, ngay cả những dịch vụ hay là y khoa, bác sĩ hay tất cả những gì đó, họ đều bị ảnh hưởng. Số tiền họ tiêu thụ đó, có một số người dân, đại đa số dân súng của Hoa Kỳ đó, thì họ không có nghĩ xa, họ không có tiêu thụ, mặc dù người Việt Nam ở tại hải ngoại bảo thủ hơn, họ có số tiền họ dự trữ để họ phòng khi mưa gió, nhưng mà người dân Hoa Kỳ đại đa số là tuần nào tiền tới đâu thì họ xài tới đó, họ tiêu thụ rất nhiều, họ tiêu thụ rất là xa xỉ. Đó là cái dân tập tính của Hoa Kỳ, không có mức dự trữ để mà phòng mưa gió. Thành ra khi mà kinh tế bị giảm xuống, mà mặc dầu có sự cứu trợ của chương trình nó gọi là PPP loan đó, có nghĩa là được trì hoãn trả tiền lương cho nhân viên, cứu giúp để trả tiền lương và trì hoãn, không phải trả tiền thuê địa ốc đó, nhưng mà họ vật lộn rất nhiều. Thì khi vật lộn như vậy đó, cái mức tiêu thụ nó giảm. Tiêu thụ giảm không phải là chỉ vì họ
không có tiền xài mà ngay cả không biết họ dùng cái tiền để xài cái gì, khi mà chúng ta không dám đi vào tiệm ăn, khi chúng ta không dám đi máy bay để thăm bạn bè hay là thăm con cháu hay đi du lịch hay nghỉ mùa hè vì virus Vũ Hán. Đó là cái lý do mà cái chương trình cứu trợ 1.200 đầu, cái giai đoạn đầu gửi đến thẳng người dân đó, theo thống kê cho biết đó, họ chỉ xài có 60-65%, còn 35-40% đó họ dự để dành chứ không tiêu thụ, là vì họ thật sự họ không có chuyện để xài ngoại trừ ra mua những đồ online thôi. Dạ vâng, như ông đã chỉ ra, như giáo sư đã chỉ ra đó, thì rõ ràng là cái nền kinh cái tác động của đại dịch nó tác động rất là nhiều những cái đối tượng bị ảnh hưởng, nhiều nhất là những người dân lao động, những cái người dân mà đi làm công ăn lương, rồi những cái doanh nghiệp tiểu thương. Trong khi tôi thấy có một cái thực tế lạ là trong khi những cái như ông chỉ ra đó, những người giàu thì trở nên rất là giàu, những cái người giàu nhất nước Mỹ tài sản tăng lên cả ngàn tỷ đô la. Điển hình như là tập đoàn Amazon hay là những cái tập đoàn điện tử đó, thì họ ghi nhận là trong đại dịch thì là họ lại càng phát hơn nữa, lại càng phất hơn nữa. Thì tôi cũng nhận thấy là thị trường nhà ở của Mỹ, mặc dù là đại dịch ảnh hưởng túi tiền của mọi người, nhưng mà giá nhà vẫn tăng, và cái ngành housing, cái ngành mà bán nhà thì vẫn là rất là khỏe mạnh. Thì không hiểu tại sao mà trong khi người dân các giới lao động thì phải vất vả như vậy, thì trong khi người giàu lại càng giàu hơn. Lý do tại sao vậy thưa ông? Vâng, thì mình nhìn vào đây, nạn thất nghiệp lúc tệ nhất là tròn trẻ 15%, có nghĩa rằng 85% người dân vẫn có công ăn việc làm. Bây giờ giai đoạn bây giờ là nạn thất nghiệp là khoảng 6.7%, mình nói con số chẵn là 7% đi, thì 93% người dân công ăn việc làm vẫn có. Mà khi công ăn việc làm vẫn có mà tiền lãi, vì có sự trợ giúp của quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ, tiền lãi ở hiện tại đến mức gần như zero. Và chủ tịch của quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ, ông Jerome Powell, cũng tuyên bố rằng sẽ giữ tiền lãi này trong một thời gian khá dài. Có nghĩa là ít lắm là 1 năm cho tới 2 năm. Thì những người đang có công ăn việc làm là 93% có công ăn việc làm đó, họ thấy đây là cái cơ hội duy nhất họ có thể tái tài trợ. Cái mức tái tài trợ nó vũ bão vô cùng. Và tái tài trợ không đủ. Một số người khi đã trả ốp cái nhà rồi, họ nói đây là một cơ hội họ mua nhà. Và mình phải nhìn vào đó, trong thập niên qua đó, giới trẻ của Hoa Kỳ, cái giới trẻ tôi nói rằng khoảng chừng 22 cho tới 30 tuổi đó, trong thập niên qua trước virus Vũ Hán, họ không có mua nhà vì tiền lãi đang trên đường lên và cái gọi là cái mức vay mượn nó hơi khó khăn. Cho nên cái chiều hướng của nhóm trẻ này đó, họ không mua nhà và họ tiếp tục họ mướn áp bạc mang họ ở, và có một số lại ở chung với cha mẹ giống như trong cộng đồng Á Đông của mình. Cho nên cái nhóm này đó họ lại trở dậy trong thời gian này, đây là cái cơ hội vàng son. Chưa bao giờ tiền lãi mà mượn 15 năm, 30 năm khoảng 2.5-2.7%. Thành ra cái nhóm này trong 1 năm, 10 năm qua không mua nhà, bây giờ lại không mua nhà. Thành ra hai yếu tố. Yếu tố đầu tư vào nhà cửa là một cái đầu tư mà họ nghĩ rằng nó có vẻ an toàn, nó không bấp bênh, nó không liên hệ đến virus Vũ Hán và nó có thể vững chãi đường dài là như vậy thôi. Dạ vâng, nhưng ông nhắc đến là cái lãi suất của Mỹ rất là thấp, đó tạo nên một cái gọi là cú hích để cho cái thị trường nhà đất, mọi người thấy giải thích thuốc thấp quá cho mọi người, tức là lãi suất đang cao, họ refinance lại, họ xin theo cái lãi suất mới để mà họ trả cái giá nhà thấp hơn và họ tận dụng cái lãi suất này họ mua thêm nhà để đầu tư đó. Nhưng mà theo tôi được biết thì cái mức lãi suất của Mỹ hiện giờ là cái công cụ mà của Fed á, để mà điều tiết nền kinh tế Mỹ, hiện giờ hình như họ không còn cái dư địa để mà điều chỉnh lãi suất nữa khi mức lãi suất của Mỹ đã quá thấp rồi, đã gần bằng không rồi, đúng không ạ? Quỹ tiền tệ liên bang họ còn một vài cái vũ khí họ có thể xài nhưng mà họ chưa xài. Một vũ khí mà một số nhà kinh tế họ không gọi là cổ võ cho lắm, mà bên Nhật họ xài là đi tiền lãi vào hướng âm, nhưng mà chúng ta không đi vào địa hại đó. Chưa kể đến là Fed họ có phải bỏ số tiền của Fed ra để họ mua lại những công cố phiếu để chi? Để cho làm tiền lãi ở trong những cái nợ của những công ty tư nó rẻ hơn. Thành ra đó là một vài cái vũ khí họ còn có thể xài chứ không phải không. Nhưng mà giữ cái tiền lãi ở mức gần như zero là đủ rồi. Đủ là một cái vũ khí rất mạnh để kéo dài. Cái vấn đề đây không phải là giữ zero mà là tuyên bố đưa ra một cái tín hiệu rằng chúng tôi sẵn sàng đi đường dài từ 1-2 năm để cứu vãn nền kinh tế. Điều này họ đã làm và đang làm. Điều này nó rất là mạnh, nó là một cái cú đòn rất mạnh, để như là một con bệnh mà đang
hoàng ngoại mà có một cái liều thuốc mà gọi là hoảng tử hoàng sinh đó, để chích vào là con bệnh nó bắt đầu gọi là ngưỡng lại, đó là nền kinh tế của Hoa Kỳ thôi. Dạ vâng, vậy thưa thưa giáo sư đó, nhưng mà ít nhất đó thì chúng ta cũng thấy được những cái dấu hiệu gọi là tích cực hơn trong cái số liệu vừa rồi đó, phải không giáo sư? Khi mà cái số liệu việc làm đó, mặc dù vẫn ở mức cao, số liệu mà họ xin tiền trợ cấp thất nghiệp đó vẫn ở mức cao, nhưng mà họ đã giảm hơn so với một tháng trước đó, thì đây có phải là một cái dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế Mỹ đang hồi phục tích cực không, thưa giáo sư? Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Mặc dù nền GDP của Hoa Kỳ đã giảm 3.5% trong năm 2020, nhưng mà trong 2 tháng cuối, có nghĩa rằng tháng 12 cho tới tháng 1, nền GDP Hoa Kỳ đã gia tăng được khoảng 1%. Thì có nghĩa là gì? Nếu mà tiếp tục thì GDP Hoa Kỳ có thể sẽ gia tăng 4% trong năm 2021. Nhưng mà tôi xin cảnh báo, những con số đó nó hoàn toàn là nó không có đúng chiều hướng nếu như virus của Wuhan không được kiềm chế trong mấy tháng đầu. Và hiện tại có nhiều cái lạc quan là tại vì mặc dầu cái sức gọi là tiêm ngừa đó, chủng ngừa đó, vaccine đó, nó đi quá chậm, nhưng mà hai cái vaccine là Moderna và Pfizer đã bắt đầu gọi là bành trướng, và với cái chiều hướng của chính phủ Biden đang tập trung vào, có sự nhúng tay của liên bang để trợ giúp chứ không phải để hoàn toàn cho tiểu bang và thành phố đó, thì cái mức vaccine này mà gọi là càng lan rộng đó, thì cái sự tự tin của người dân càng nhiều hơn, mà nhất là trong cái thời gian là mùa hè hay là mùa xuân đến thay vì mùa đông. Mùa đông là cái giai đoạn hiện giờ là cái giai đoạn khó khăn nhất vì virus của hắn bành trướng rất mạnh, chưa kể đến là cái strain mới, một cái loại dạng mới từ từ bên Anh Lê qua đó, nó là càng lây nhiễm nhiều. Nhưng mà nếu qua được cuối tháng 3 và vaccine bành trướng, thì chiều hướng cho thấy rằng cái sự bành trướng của Hoa Kỳ sẽ tiến nhanh hơn. Tuy nhiên, trong nửa năm đầu của 2021, tôi vẫn tiên đoán rằng GDP Hoa Kỳ ở cái mức rất là tệ, không có tệ như năm rồi, nhưng mà có gia tăng đi nữa, cùng lắm là 1%, mà có thể đi lên âm. Nhưng mà 6 tháng sau của năm 2021 sẽ khởi dậy khá nhiều thôi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, là xin quý vị nếu có vấn đề nào quý vị thắc mắc đó, thì quý vị đặt câu hỏi dưới phần bình luận, tôi sẽ chuyển cho đến giáo sư Lộc để giáo sư trả lời cho quý vị. Và cũng như quý vị có ý kiến gì bình luận hay là chia sẻ thì quý vị cũng hãy ghi trên phần bình luận ạ. Thưa giáo sư đó, thì ông có nói là cái triển vọng kinh tế hồi phục đó, thì cũng có trong năm nay, nhưng mà ông không có lạc quan lắm. Thì tất cả dựa vào cái việc mà cái tiến độ mà phân phối vaccine, chích vaccine cho người dân. Vậy thì có lẽ như là cái nền kinh tế Mỹ có được cái triển vọng phục hồi hay không là dựa vào cái triển vọng có chiến thắng được đại dịch hay không. Thì nhân đây tôi cũng muốn quay lại cái thời điểm như phía dưới của chính quyền Trump đó. Thì như ông nói, trước tháng 3 năm ngoái, trước khi con virus corona này nó xuất hiện ở nước Mỹ đó, thì nền kinh tế Mỹ đang gọi là rất là khỏe mạnh, đang là trên đường là với các số liệu rất là đẹp. Thì đùng một cái thì kinh tế Mỹ đi xuống như vậy. Vậy thì tôi hỏi, giả sử như nếu chính quyền Trump đó mà kiểm soát được con virus, không cho dịch lan nhanh như vậy đó, thì có phải là cái nền kinh tế Mỹ không có đi đến mức lao đao như đến mức này, và có nhiều khả năng là ông Trump cũng không bị thất cử, đúng không ạ? Vâng, có nhiều yếu tố lắm, nhiều chuyện đó về cái bầu cử là nó vấn đề rất là nhiều yếu tố mà chúng tôi không đủ thời giờ, mà nhất là cái nhìn của tùy người của đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa nó phức tạp. Có người nói rằng vì vấn đề gian lận, nhưng mà gian lận là bao nhiêu và chứng minh được bao nhiêu là một chuyện. Còn vấn đề là kiềm chế về virus Vũ Hán đó, thì tôi, cá nhân tôi đồng ý rằng cái chiều hướng rằng kêu gọi người dân phải mang mask, mang khẩu trang, cách ly là điều đúng, cần phải làm, không để đến chính trị, không cần mà là đảng nào. Vấn đề đây là sinh mạng, sự sống người dân là nó đi chung với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và sức sống. Chúng ta hãy nhìn rằng, Hoa Kỳ, tôi hy vọng là Hoa Kỳ học đi một bài học trong cái chuyện này, là tại virus Vũ Hán đây không phải là cái virus cuối cùng ở trên thế giới này. Con virus kế có thể từ Trung Quốc, có thể từ Phi Châu, có thể từ này nọ. Mà nếu mà không có cái biện pháp thì kinh tế Hoa Kỳ không thể nào chịu nổi đi vào một cái chiều hướng mà đã trải qua trong 2020. Có nghĩa rằng nền kinh tế suy giảm 3-4%, và nhất là cái mức nợ, nợ công, nợ tư của Hoa Kỳ đi lên mức là kinh tế Hoa Kỳ. Thành ra con đường dài nó còn rất là
quan trọng, cách nào để kiềm chế, mặc dầu chúng ta vẫn rất là được hưởng được cái nền dân chủ Hoa Kỳ, người dân tự do họ được quý muốn làm gì làm, nhưng mà cái tự do quá trớn mà không có kiềm chế virus như là trong cái thời chiến tranh hay chiến tranh virus á, thì nó đi đến tai hại như vậy thôi. Dạ vâng, một trong những cái di sản Tổng Biden là biết được thời điểm này năm ngoái thì Mỹ và Trung Quốc mới vừa ký được cái gọi là thỏa thuận ở giai đoạn 1 của cái hiệp định của cái thỏa thuận thương mại, thì không biết là với tình hình kinh tế Mỹ đang đang gặp nhiều khó khăn như thế này, thì liệu các cái tranh chấp thương mại nó có càng gây thêm gánh nặng cho chính quyền của Biden hay không, và liệu trong thời gian tới ông Biden có gọi là giảm cường độ các cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và với các nước đối tác khác để mà tập trung vào đối phó nền kinh tế trong nước, và cũng như là tạo điều kiện để mà giảm bớt cái sức ép thuế quan lên cái hàng hóa để mà đối với người tiêu dùng Mỹ hay không, thưa ông? Vâng, mình nói về thương mại đó thì mình nói vào phía bên Âu Châu, bên Trung Quốc và Việt Nam ảnh hưởng như thế nào cho nền kinh tế của Hoa Kỳ, và bên Hoa Kỳ ảnh hưởng như thế nào đối với họ. Chúng ta nhìn ra vào năm 2020, mặc dầu kinh tế Hoa Kỳ đi vào hướng âm, nhưng mà cái mức gọi là xuất nhập cảng từ Việt Nam qua Hoa Kỳ đã gia tăng 24% so với năm trước, mặc dầu trong cái thời gian điểm đó. Cái mức nhập cảng của Hoa Kỳ từ Trung Quốc giảm nhiều, một phần là vì thuế quan áp đảo trong 3-4 năm liền liên tiếp. Và năm 2019, cái mức nhập cảng từ Trung Quốc cũng đã bị giảm rồi. Nhưng mà còn lớn là do cái sự tiêu thụ của người dân. Còn phía bên Âu Châu cũng vậy. Thành ra, với cái mức mà hiện tại thuế quan vẫn còn được giữ ở Trung Quốc, và cái chiều hướng hiện tại đó, theo được thông báo bởi Tòa Bạch Ốc và Bộ Nội các đó, thì họ nhất là có sự ủng hộ rất mạnh của lưỡng viện quốc hội, và nhất là dân ý của người dân Hoa Kỳ, họ vẫn nhìn Trung Quốc là một cái đe dọa lớn cho Hoa Kỳ. Thành ra cái mức mà Tổng thống Biden nói rằng sẽ gỡ bỏ thuế quan hoàn toàn để chỉ thương thuyết và đồng minh với lại những cái quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ để liên kết để đối phó với Trung Quốc, tôi nghĩ là con đường đó có lẽ là không được thực tế và cần phải chậm lại. Thuế quan cần phải giữ để là một cái cán cân để thương thuyết với Trung Quốc, nhưng mà sự liên kết với đồng minh điều đó rất rất cần. Hoa Kỳ nên có cái sự liên kết với lại tất cả thế giới đồng minh của mình, trong đó có Âu Châu, Nhật Bản và Việt Nam. Mức cường độ gia tăng thuế quan mới có thể bị giảm thiểu, nhưng mà gọi là bình thường hóa kinh tế đối với Trung Quốc tôi nghĩ là rất là chậm, mà không nên nó xảy ra nhanh, tại vì nếu không có chuyện gì sẽ xảy ra. Gần đây Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã tuyên bố nếu Hoa Kỳ không tiếp tục gọi là giữ cái vị trí cứng rắn về vịnh Đài Loan, về hải đảo của Đài Loan và Biển Đông, và hàng không mẫu hạm đã đi vào, tôi không đi vào chính trị, nhưng mà hàng không mẫu hạm đã đi vào cái gọi là cái strait của Đài Loan và đi vào Biển Đông. Họ nói rằng nếu Hoa Kỳ tiếp tục như vậy thì bình thường hóa kinh tế của Hoa Kỳ sẽ không xảy ra. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy là căng thẳng chính trị sẽ ảnh hưởng đến Tòa Bạch Ốc mới do Tổng thống Biden. Không những là chỉ là giảm thuế quan hay không, mà là bình thường hóa để tiếp tục xuất nhập cảng như thế nào. Điều này chúng ta phải chờ đợi. Dạ vâng. Như ông nói là cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc trong thời gian trước mắt thì không có hy vọng ông Biden sẽ gọi là có lập trường gọi là giảm bớt, nới lỏng lại cuộc chiến thương mại. Nhưng mà về còn những cái mặt trận khác mà ông Trump phát động với các nước đồng minh như là Mexico hay là Nhật, Hàn Quốc hay là các nước châu Âu, thì liệu thời gian tới ông Biden có hòa hoãn về thương mại với các nước này hay không, để mà tập trung và dồn sức đối phó với Trung Quốc, thưa ông? Vâng, tôi hy vọng rằng cái chiều hướng mà Tổng thống Trump đã gây ý thức hệ rằng Trung Quốc là một quốc gia có tham vọng thôn tính và gọi là lấn áp tất cả toàn cầu chứ không phải chỉ Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào hết á, nó đã được vang lên trong, nó rất rõ trong dân ý của Hoa Kỳ, trong quốc hội. Nhưng mà gần đây bên Âu Châu
khi ông Tập Cận Bình trong tháng này đi qua Âu Châu, ông đã nhận một cái gọi là tín hiệu rất mạnh từ Tổng thống Macron và Thủ tướng của Đức, nói rằng quý vị, Trung Quốc là một đối thủ chúng tôi, không phải là một đồng minh. Thành ra ông rất là ngạc nhiên, cái ý thức hệ đe dọa của Trung Quốc là một cái điều rất mạnh. Điều này nó sẽ tiếp diễn vì những cái thuế quan, những cái chuỗi cung mà đã được dàn xếp thay thế, trong đó mặc dầu Mỹ Tây Cơ, Âu Châu mặc dầu đã bị Tổng thống Trump đập thuế quan hay là đe dọa thuế quan nhưng cuối cùng giảm bớt hay là giảm thiểu, nhưng mà thực tế cho thấy rằng Mỹ Tây Cơ đã trở thành đối tác quan trọng đứng đầu đối với Hoa Kỳ, thay thế một phần đối với Trung Quốc, và trong chiều hướng là Ấn Độ sẽ đi theo còn nữa, và Việt Nam như tôi đã trình bày đã gia tăng xuất cảng vào Hoa Kỳ trên 24%. Đó là những điều mà khi chúng quý vị nên nhớ rằng trên thương trường như một bàn cờ tướng, khi quý vị muốn chiếu tướng xe pháo ngựa thì quý vị sẵn sàng phải hy sinh một cái điều nào đó để đi vào đó, thì cái con đường chiếu tướng để thay đổi cái cán cờ đó nó trở thành rất là đẫm máu trong năm 2020, ảnh hưởng đến khi virus xảy ra. Con đường này sớm một chiều không thay đổi, vì hiện tại chính phủ Biden vẫn đang nhức đầu là để thế nào để cứu vãn nền kinh tế của Hoa Kỳ trước cái đã, mà một cái gói cứu trợ 1.9 ngàn tỷ đang gọi là rất vất vả để được thông qua ở Thượng viện. Đây là cái giai đoạn đầu tiên, năm đầu mà tôi nghĩ rằng Tổng thống Biden sẽ không có thời giờ hay là có cái can đảm lật ngược cái đường lối thương chiến đối với Trung Quốc, vì có sự ảnh hưởng rất mạnh ở lưỡng viện quốc hội thôi. Dạ vâng, nhân giáo sư cũng nhắc đến là cái gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la đó, mà tôi cũng được biết là Tổng thống Biden ổng đặt rất hy vọng đây là coi như là một cái công cụ rất là quan trọng để mà giúp hồi phục nền kinh tế trở lại đó. Thì hiện giờ theo như tôi được biết, gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la này vẫn đang bị kẹt ở quốc hội do sự phản đối từ phía đảng Cộng hòa, trong khi đảng Dân chủ họ hiện nay họ nắm đã đa số ở Hạ viện và Thượng viện, họ quyết tâm là có lẽ là họ không cần sự ủng hộ của đảng Cộng hòa, mà quyết tâm thông qua cái gói cứu trợ này luôn. Vậy thì thưa giáo sư đó, theo giáo sư anh đánh giá cái tác động của cái gói cứu trợ này nếu như được thông qua thì nó sẽ tác động như thế nào đối với kinh tế Mỹ, và tại sao phía đảng Cộng hòa họ lại nhất quyết cái phản đối cái gói cứu trợ nhiều tiền như vậy? Không phải chỉ mới đây mà ngay cả dưới thời Tổng thống Trump thì phía đảng Cộng hòa ở Thượng viện cũng đã quyết tâm là không có chấp nhận là cứu trợ quá nhiều cho nền kinh tế Mỹ như vậy, thưa ông. Vâng, thưa đúng như vậy. Chú quý nên nhớ rằng trước khi rời tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump là cái người gọi là kêu gọi lớn nhất, nói rằng người dân Hoa Kỳ phải được cứu trợ nhiều, có nghĩa là ông đòi hỏi phải 2.000 đô, mà tất cả dân Hoa Kỳ đã được 600 đô rồi, còn 1.400 đô. Tổng thống Trump kêu gọi tất cả lưỡng viện quốc hội, đảng Dân Chủ đều kêu gọi, đều thích như vậy. Chỉ có Thượng viện ở đảng Cộng hòa là họ chống đối, họ nói con số tiền này là quá nhiều. Mà họ quá nhiều ở đây đó, theo cái nhận xét của tôi đó, cái số tiền này đó được tung ra quá nhiều đó, là nếu mà tung ra một lần. Tại sao? Là tại vì 600 đã được rung ra rồi. Nếu mà gọi là mình dàn xếp như thế nào là 600 kế tế được tung ra trong vòng 3-4 tháng, rồi 600 nữa sẽ đun tung ra một vài tháng nữa, thì như vậy nó kéo dài, người dân họ tiêu thụ thì mới kích thích kinh tế. Mình nhìn vào thống kê, trong quá khứ khi mà được nhận được 1.200 vào cuối tháng 4, tháng 5 đó, của cái gói cứu trợ đầu tiên đó, họ chỉ tiêu xài từ có 65-70%, còn 30-30% họ để tiêu dùng. Mà khi mà để mà gọi là vô saving để tiết kiệm đó, thì không ảnh hưởng gì đến kinh tế, không có giúp gì kinh tế cả, chỉ làm cho Hoa Kỳ thiếu nợ thêm, mà người dân họ bỏ vào saving họ để dành thôi. Thành ra đó là cái lập luận của đảng Cộng hòa. Cứu trợ cần, nhưng cứu trợ cần tất cả 1.400 vào một lần một hay là kéo dài 2-3 lần, đó là cái tôi nghĩ rằng đó là cái điều mà cần phải định nghĩa. Cái thứ nhì nữa là cái chương trình cứu trợ mà đi thêm 1.400 đó sẽ tốn cho Hoa Kỳ khoảng 1.000 tỷ. Chúng ta nên nhớ rằng hiện tại con số đó là 1.9 ngàn tỷ, thì cái đi thẳng đến người dân là phải 1.000 tỷ, mà trong đó có 25 tỷ là cho giúp cho những người mà thuê nhà mà đang bị khó khăn không trả nhà được, và có 5 tỷ là giúp cho những người
không có tiền để trả tiền điện nước và giúp cho những cái chương trình cho những người vô gia cư. Thành ra đó là những công trình, chương trình rất là cần để mà cứu giúp. Còn cái phần còn lại đó là để giúp cho trong 1.9 ngàn tỷ là giúp cho hệ thống y tế để thí nghiệm thêm, testing thêm để chẩn ngừa nhanh chóng hơn. Để điều này cũng rất là cần để cho cái vaccine nó càng ngày càng nhanh. Đó là một phần. Rồi có 440 tỷ đó là dùng chỉ cho giúp cho địa phương, cho thành phố, cho quận, hạt. Mà ngân sách họ hiện giờ họ rất thiếu là tại vì người dân họ không có trả thuế nhiều. Thành ra những cái chương trình gọi là dịch vụ cho tiểu bang nó cần phải được cứu giúp bởi liên bang vì họ đang thiếu tiền. Đó là cái chiều hướng. Bây giờ ngay cả bây giờ nếu mà Tổng thống Trump hiện tại đang trong tòa Bạch Ốc hay là hiện tại là Tổng thống Biden đó, thì nền kinh tế trong năm 2021 vẫn tùy thuộc vào cái gói cứu trợ này mà thôi. Thật sự ra cái khả năng của tòa Bạch Ốc giới hạn nếu mà không có được gói cứu trợ về cái cứu trợ mạnh nhất mà Quỹ Tiền tệ Liên bang đã đưa ra, đó là tiền lãi. Hai điều này là một cái điều nên nền kinh tế mình nên nhớ rằng cứu vãn nền kinh tế nó hai cái danh từ chuyên môn gọi là fiscal policy và monetary policy. Có nghĩa là sao? Là chương trình tiêu xài của liên bang. Chương trình cứu trợ này là fiscal policy, chương trình monetary policy là chính sách tiền tệ, thì đó do Quỹ Tiền tệ Liên bang họ giữ tiền lãi đến cái mức zero. Hai điều này đã được làm, đang làm và tiếp tục làm. Thành ra hiện tại thật sự ra cái sự lãnh đạo của tòa Bạch Ốc do đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa không khác biệt nhiều nhiều năm 2021. Đi vào xa hơn nữa thì cái chiều hướng nó khác, là tại vì cái chương trình chi tiêu của đảng Dân Chủ nó khác xa với đảng Cộng Hòa rất nhiều. Dạ vâng, thưa giáo sư, vậy thì theo tôi được biết thì sau khi nhận được 600 đó thì nhiều người Việt ở bên Mỹ mà họ bị mất việc làm hoặc là họ bị mất thu nhập các thứ đó, thì họ đang rất trông chờ vào cái gọi là được cứu trợ 2.000, tức là còn 1.400 nữa đó. Thì trong cái gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la này, thì lúc trước thì do là đảng Cộng Hòa họ nắm Thượng viện cho nên là cái gói cứu trợ này nó bị tắt. Nhưng mà bây giờ là Dân Chủ họ nắm cả hai viện Quốc hội và nắm cả Nhà Trắng, thì ông nghĩ cái triển vọng mà cái gói cứu trợ này được thông qua và cũng như là người dân Mỹ có người Việt ở đây nhận được cái 1.400 này đó là có cao không thưa ông? Vâng, mặc dù đảng Dân Chủ gọi là được thượng thế ở trong Thượng viện, nhưng mà thượng thế nó không bao nhiêu được thượng phong đó. Có nghĩa là sao? Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đó hiện tại 50-50, có nghĩa là 50 người đảng Dân Chủ, 50 đảng Cộng Hòa. Mà sở dĩ đảng Dân Chủ được cao hơn là tại vì phó tổng thống là chủ tịch của Thượng viện. Khi mà hai bên bầu với nhau, một bên 50-50 đó, ngang ngửa với nhau, thì phó tổng thống có thể vô đó bầu và nghiêng ngả về phía đảng Dân Chủ. Nhưng mà rất khó là một cái đạo luật thông qua mà không có một thượng nghị sĩ nào tất cả đều đồng hướng, có nghĩa tất cả đều đi theo đảng Cộng Hòa, có nghĩa chống đối. Và tại vì có nhiều người họ ủng hộ chứ không phải là chống đối. Thành ra mặc dầu cái thượng phong theo giấy tờ đó thì là đang hướng về đảng Dân Chủ, là đó nhờ phó tổng thống bà Kamala Harris là đảng Dân Chủ, nhưng mà thương rất khó. Trong cái chính trị của Hoa Kỳ nó có một cái biện pháp nó gọi là Reconciliation Bill, có nghĩa rằng có họ thay vì họ bầu đó để được đa số tuyệt đối đó, thì họ qua một cái chương trình nó gọi là họ gọi là thương thuyết dàn xếp với nhau, và họ chỉ cần thêm một lá phiếu thôi, thì đó là cái điều hướng mà họ đang nói rằng có thể là khả thông qua, không phải cần phải thông qua tất cả thượng viện. Đó là cái phương diện chính trị và bầu cử ở trong thượng viện mình không đi vào. Nhưng mà nếu mà đại đa số dân biểu, mà nhất là dân biểu thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa mà chống đối thì nó cũng còn khá khó khăn thôi. Dạ vâng, thưa giáo sư, nhân cái việc trong cái gói 1.900 tỷ này tôi cũng có lưu ý là phía đảng Dân Chủ họ đề xuất là họ tăng lương tối thiểu lên 15 đô một giờ đó, thì cái đề xuất này gặp cái sự chống đối rất là mạnh từ phía các thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Thì không hiểu tại sao mà cái đề xuất 15 đô lương tối thiểu 15 đô một giờ này đó, thì theo ông thì lý do tại sao mà phía Cộng Hòa lại phản đối cái điều này ạ? Vâng,
tôi hoàn toàn chống đối cái đạo luật đưa gọi là minimum wage lên gọi là lương tối thiểu lên 15 đô một giờ trong giai đoạn này. Tôi chỉ nhấn mạnh giai đoạn này. Tại sao? Tổng thống Trump cũng chống đối là tại vì ông nói rằng cái minimum wage phải để tiểu bang. Ví dụ như quý vị làm việc ở San Francisco, ở California thì lương phạm rất là, bên đó rất là mắc mỏ, 15 đô rất là đơn giản, không đủ đâu vào đâu, hay New York. Trong khi ở Texas 15 đô thì sống thoải mái hơn, thành ra mỗi vùng, mỗi địa phương, đó là cái chiều hướng của Tổng thống Trump. Mà giai đoạn này sở thì tôi không đồng ý, mà tôi đồng ý với đảng Cộng Hòa là tại sao? Là tại vì chúng ta nên nhớ rằng tiểu thương đang vật lộn, trên 60% tiểu lương đang khó khăn và nạn thất nghiệp hiện tại 6.7%. Khi mà luật liên bang ban ra nói rằng tất cả đều phải trả lương 15 đô, có nghĩa là gì? Những tiểu thương này họ sẽ đóng cửa hoàn toàn. Họ sẽ nói rằng chúng tôi đang mở tiệm ra không nổi mà bây giờ mướn người phải trả 15 đô thay vì trước đó tôi đã trả chỉ có 7 đô. Thì vậy đóng cửa lại làm chuyện khác thì nó sẽ làm gọi là tê liệt nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nạn thất nghiệp gia tăng, mà khi nạn giáo tiệm gia tăng đó thì cái mức tiêu thụ thiếu, thuế vụ cũng sẽ thiếu và nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ không đi vào đâu. Trong giai đoạn này gia tăng 15% là một cái điều rất tệ hại. 15 đô la một giờ là một điều rất tệ hại trong giai đoạn này. Khi tất cả những cái biện pháp là để cứu vãn nền kinh tế, cứu tiểu thương, cứu công an việc làm để người ta đi làm lại bình thường thôi anh. Dạ vâng, tức là thưa giáo sư đã nói là lúc này là lúc cần cứu tiểu thương chứ không phải là quan trọng hơn là cứu người lao động, cho nên là nếu mà tăng cái mức lương tối thiểu lên thì sẽ lên gánh nặng quá quá lớn đối với tiểu thương, khiến cho họ khó mà mở cửa lại, họ có cái động lực để mà thuê mướn nhân công. Thưa giáo sư, nhưng ít nhiều gì cái gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la cộng thêm cái gói cứu trợ hai năm ngoái, hồi tháng 3 năm ngoái chúng ta đã biết có CARES hơn 3.000 tỷ, rồi bây giờ 1.900 tỷ nữa thì sẽ tăng cái gánh nặng ngân sách lên Mỹ rất là lớn và nó cũng đến từ tiền thuế của dân. Thì không biết là trong cái thời gian tới liệu chính quyền Biden có tăng thuế hay không để bù vào thâm hụt ngân sách. Nếu như chúng ta đã biết là trong giai đoạn tranh cử ông Biden ông đã hứa là ông hứa ấn quyết tâm là ông không tăng thuế cho những người thu nhập ít hơn 400.000 đô la một năm, thì ông nghĩ là liệu ông Biden có giữ đúng lời hứa này hay không? Vâng. Tôi nghĩ rằng dĩ nhiên là không phải là Tổng thống muốn làm gì làm, việc Hoa Kỳ khác là phải thông qua Quốc hội và hiện tại ở Thượng viện thì nó ngang ngửa, có thể gọi là ngang ngửa, mặc dù có một phiếu đi về hướng đảng Dân Chủ thượng phong nhưng mà nó vẫn ngang ngửa. Thành ra tăng thuế hiện tại đó, ứng cử viên Biden nói rằng ông sẽ gia tăng cái thuế vụ lợi tức đó của những người cá nhân đó. Cái mức hồi xưa tới bây giờ đó là 37%, đó là cái thuế cao nhất, ông sẽ gia tăng lên 39.6%, có nghĩa là gia tăng 2.6%, và ông sẽ áp dụng cho những người có lương trên 400.000 đô la đó là thuế của an ninh xã hội, có là social security tax, và cái thuế đó là 6.85% đó, gia tăng thêm để cho phía người nhân viên phải trả thêm và công ty cũng phải trả thêm nữa. Thì cái số này đó là tại vì số thuế của an ninh đó, nó đến cái mức nào đó rồi ngừng lại không đóng thuế. Họ nói những người giàu cần phải đóng thuế, điều này tôi đồng ý. Tôi nghĩ là cái điều không phải làm là tại vì Hoa Kỳ đã thiếu nợ quá nhiều. Hiện tại Hoa Kỳ đang thiếu nợ khoảng 27.000 tỷ, mà GDP Hoa Kỳ hiện tại vì đi vào hướng dâm chỉ có 20.000 tỷ thôi, có nghĩa là 7.000 tỷ thiếu nợ nhiều hơn GDP. Phải có thuế từ đâu ra hay là giảm chi tiêu, một trong hai chuyện. Mà giảm chi tiêu hiện tại thì không thực tế vì phải cứu vãn virus Vũ Hán. Đó là cũng là lý do mà tôi đề nghị, tôi nêu cao cái ý thức là Hoa Kỳ phải có biện pháp vì virus này không phải là virus cuối cùng từ Trung Quốc hay là từ một quốc gia nào khác. Vô tình hay cố ý hay là một chiến tranh hóa học hay là một sự bất cẩn hay một sự gian lận hay xíu thành thật để thông báo, điều này đã làm Hoa Kỳ điêu đứng, Hoa Kỳ không thể chịu đựng nữa. Thành ra thuế sẽ gia tăng và ông cũng gia tăng thuế cho những tập đoàn. Những tập đoàn, những công ty đó hiện tại là 21%. Ông nói rằng Tổng thống Trump đã giảm từ 35% xuống 21% để chi? Để kêu gọi những tập đoàn này trở về Hoa Kỳ. Và ông nói rằng ông đồng ý là vẫn giữ thấp, nhưng mà 21 quá thấp, ông muốn gia tăng lên 28%, có nghĩa gia tăng 7%. Thì đó là những cái điều mà ông nói thực hiện được hay không là
dĩ nhiên là sẽ không xảy ra trong năm 2020-2021, là vì hiện tại tất cả đều chú ý vào cái gói hỗ trợ này. Những chuyện này có thể xảy ra năm 2022-2023, nhưng mà đường đó nó còn dài, nó trên một năm, hai năm nữa mới biết rằng lưỡng viện Quốc hội họ phủ quyết như thế nào. Dạ vâng, thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn lại quý vị vào đúng một tuần nữa, thứ sáu tuần sau 10 giờ rưỡi tối. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự bỏ thời gian quý báu của giáo sư tiến sĩ Cửu Lộc đến với chương trình. Dạ vâng, rất hân hạnh. Xin kính chào anh, kính chào quý đồng hương toàn cầu. Tôi sẽ trở vào kênh để trả lời những câu hỏi mà nếu quý vị nào gia nhập sau này trong vài ngày tới. Dạ vâng. Kính chào. Cảm ơn ông. Và nếu quý vị cảm thấy chương trình này có thông tin có ích cho quý vị và có thể giúp ích cho nhiều người thì xin quý vị hãy chia sẻ trên trang Facebook của quý vị để cho càng nhiều người tiếp nhận được thông tin. Một lần nữa xin kính chào quý vị và xin kính chào giáo sư Thương Hữu Lộc. Hẹn gặp lại lần sau. Kính chào anh.